Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện Nam Mỹ Thế Giới Này Điên Rồi, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, qua phần trình bày của Sam. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio nhé. Chương 67: Bắt cóc. Kỳ Nhạc xoẹt cái nhảy tới, nhanh chóng đem mấy thứ linh kiện này nọ bỏ vào trong hộp. Vì bỏ loạn xạ ngầu cho nên không thể đóng nắp hộp vào được. Cậu bất chấp có hỏng hay không, cứ bậy bạ cài nút đóng lại. Sau khi thấy mấy thứ này, cậu đã biết là không thể không liên quan đến thằng cha Nhị Bách Ngũ kia rồi. Kỳ Nhạc âm thầm mắng tên đó một lượt từ đầu tới chân, sau đó quệt mồ hôi, yếu ớt ngẩng đầu. Tớ thật sự có thể giải thích. Cô Bách ngu người trong chớp mắt, rồi cũng tỉnh táo lại. Dễ hiểu rằng đây là kiệt tác của Dịch Hàng. Nhưng để có thể nhìn thấy bộ dáng xoắn xuýt của vợ yêu cũng không dễ dàng. Vì vậy hắn sụ mặt, độ lượng mà gật đầu. Giải thích đi. Cậu có thể đoán được mà. Kỷ Nhạc kéo hắn ngồi xuống salon, để cái hộp xa xa một chút, rồi ngồi bên cạnh hắn. Tớ nghĩ đây là do Dịch Hàng gửi. Cô Bách chỉ vai mình. Hắn sớm nói với em, thế sao anh chưa nghe em nhắc qua lần nào? Tớ đoán. Kỷ Nhạc ngoan ngoãn bóp vai cho hắn. Cậu nghĩ thử xem, lần trước chúng ta đi tìm hắn, hắn cưng cái thứ này chừng nào? Phỏng chừng sợ Lục Viêm Bân quẳng đi, cho nên mới gửi đến chỗ tớ. Cô Bách hưởng thụ sự phục vụ của vợ yêu xong, tâm tình cực tốt. Sau đó, không phải Lục Viêm Bân đã đồng ý để hắn giữ lại sao? Vì sao hắn phải làm như vậy? Kỷ Nhạc trầm mặc, chớp mắt một cái, rút điện thoại ra. Không biết, để tớ gọi hỏi xem. Kỷ Nhạc cố ý bật loa ngoài, rất nhanh đã nghe thấy tiếng đáp lại. Cậu nghiến răng nghiến lợi. Hàng của anh gửi tới rồi, anh có thể trả lời giùm tôi, vì cái lông gì mà đưa đến chỗ tôi hay không? Dịch Hàng lúc này đang ngồi ăn cùng với Lục Viêm Bân, nghe vậy tức thì kinh sợ, ngẩng đầu nhìn người nào đó một chút. Biết không thể giải thích rõ ràng, liền vô tội hỏi. Cậu đang nói gì vậy? Gọi lộn số à? Kỷ Nhạc xít gào. Không có khả năng. Hàng của anh, nữ thần của anh, búp bê bơm hơi của anh. Anh thử giả ngu với ông đây nữa xem. Lục Viêm Bân thấy bà xã nghe điện thoại, liền trầm mặc nhìn. Trên bàn cơm an tĩnh một mảnh. Dịch Hàng cực kỳ kinh sợ, sợ tiếng điện thoại bị người nào đó nghe được, liền vội vàng đáp lại. Hiện tôi đang dùng cơm, lát nữa gọi lại cho cậu, để lúc đó chúng ta lại bàn bạc xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy đi, gặp lại sau. Lục Viêm Bân bình tĩnh nhìn hắn. Ai gọi vậy? Trịnh Tiểu Viễn. Dịch Hàng cúi đầu ăn. Hình như tâm tình cậu ta không tốt, không cần để ý đến cậu ta. Bên kia Kỷ Nhạc nhìn cuộc gọi bị ngắt đứt, vẻ mặt hỗn loạn. Cô Bách càng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cứ sụ mặt, vươn tay kéo vợ yêu vào lòng, nắm cằm cậu lên. Không phải em nói là của hắn sao? Kỷ Nhạc nói. Chắc chắn là của hắn. Cậu chờ chút, tớ sẽ chứng minh cho cậu xem. Cậu quả thực nổi giận. Nhị Bách Ngũ nhà mi, nếu không để ta sống dễ chịu, ông đây nhất định chỉnh chết mi. Cậu đẩy Cố Bách ra, gọi cho Lục Viêm Bân, mở loa ngoài như cũ, đi thẳng vào vấn đề. Bà xã nhà anh đem búp bê bơm hơi gửi tới chỗ tôi, tính sao đây? Lục Viêm Bân trầm mặc một hồi, nhìn về phía người nào đó. Trịnh Tiểu Viễn nói. Dịch Hàng điên cuồng lắc đầu, sợ hãi ngắt lời. Cậu ta nhầm rồi, không phải của tôi. Kỷ Nhạc nghe rõ rành rành tiếng thét chói tai của tên kia, gật đầu. Nếu không phải của hắn, vậy tôi ném đi, nhờ anh giúp tôi chuyển lời cho hắn. Lục Viêm Bân ừ một tiếng, ngắt điện thoại. Dịch Hàng cẩn cẩn trọng trọng quan sát vài lần, ướm hỏi. Cậu ta nói gì? Cậu ấy nói sẽ vứt ngay. Dịch Hàng đau khổ. Lục Viêm Bân thì im lặng suy nghĩ. Dịch Hàng lập tức giật lấy di động, khóc giống giàn giụa nước mắt. Là của tôi sai rồi. Sau này từ từ sẽ giải thích với cậu. Tôi đã chờ vài ngày à. Cậu đừng có ném. Ừ, tôi mới ăn cơm. Cảm ơn, đừng ném. Hắn vỗ vỗ trái tim bé nhỏ. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy người nào đó đứng trước mặt, trên cao nhìn xuống hắn. Biểu tình hắn một lần nữa lại đen đi. Lục Viêm Bân nắm lấy cằm hắn, khép miệng hắn lại,
rồi xoa xoa mặt hắn, bình tĩnh hỏi. Anh nhớ nhà sản xuất nói trong vòng một tuần mới đổi xong, sao lại đưa tới rồi? Dịch Hàng yếu ớt vươn móng vuốt, vẻ mặt ngây thơ. Hẳn là nhà sản xuất nâng cao hiệu suất. Lục Viêm Bân gật đầu, xoay người tiến vào thư phòng. Anh lên mạng hỏi thử xem. Dịch Hàng vội vã nhào qua ôm đùi lớn. Nhưng lúc anh đi làm, tôi đã nói với nhà sản xuất là không cần đổi nữa. Nhưng nếu gửi tới quá nhanh thì anh sẽ nghi, cho nên tôi mới đổi thành địa chỉ nhà Trịnh Tiểu Viễn. Định mấy ngày nữa sẽ lấy về. Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Tôi không nên lừa người. Mẹ nó, làm việc xấu bị báo ứng chính là tôi. Lục Viêm Bân cúi đầu nhìn hắn, biết nên làm thế nào chưa? Dịch Hàng nghẹn ngào gật đầu. Tôi tiếp tục trả lại hàng, báo nhà sản xuất đổi âm thanh. Hắn càng nói càng đau lòng. Số mình sao cứ thảm thiết như vậy? Hắn sụt sịt cọ cọ lên ống quần người nào đó, đem nước mắt nước mũi lau sạch. Ở đầu bên kia, Kỷ Nhạc cất điện thoại xong, đắc ý nhìn Cố Bách. Người kia rốt cục nở nụ cười, tiến tới hôn nhẹ cậu, rồi đứng dậy đi làm cơm. Kỷ Nhạc cũng vào bếp theo. Nếu như không hỏi được thì tính sao? Cậu thực sự nghĩ tớ sẽ mua thứ đó sao? Cố Bách xoa xoa đầu cậu. Hình như từ đầu tới cuối anh chưa từng hỏi có phải em mua hay không mà. Kỷ Nhạc ngẩn ra, nghiền ngẫm suy nghĩ một hồi, phát hiện hình như đúng là như vậy. Vẫn là bản thân cậu khẩn trương quá độ. Nhưng ngẫm lại thì cảm thấy cho dù ai gặp hiện trường một bãi như vậy cũng đều sẽ có chút khẩn trương, được không? Cậu tựa vào khung cửa nhìn người nào đó làm cơm, đột nhiên lại nhớ ra còn chưa cho con trai ăn, vì vậy xoay người về phòng khách, thuận tiện cất luôn thứ kia. Mấy ngày nữa đưa cho Nhị Bách Ngũ. Chờ cơm tối rồi cùng dùng bữa với Cố Bách xong, Kỷ Nhạc liền đi ba tìm bác sĩ tâm sự. Ninh Tiêu và Vạn Lỗi đã đến từ sớm, tìm một góc tương đối an tĩnh để ngồi. Ngô Minh Kiệt đương nhiên cùng đến với bà xã, trên tay còn cầm một hộp khăn giấy. Kỷ Nhạc cực kỳ kinh ngạc. Đây là... Ngô Minh Kiệt không đáp, ngồi xuống mở nắp, rút ra một tờ đưa cho vợ. Ngoan, đừng kích động như vậy, lau đi. Anh thì biết cái gì? Bác sĩ chụp lấy khăn giấy, lau đi nước ở khóe mắt. Đây là lần đầu tiên từ khi làm việc tới giờ tôi được điều trị loại tâm thần hiếm thấy này. Tôi đã nói với anh mà đại đa số bác sĩ cả đời đều không có cơ hội gặp được. Ừ, Ngô Minh Kiệt phụ họa, kiên trì dỗ. Nào, hít sâu, em là bác sĩ, phải chấn định. Ừ, những người còn lại đều cam nín. Vạn Lỗi sâu sắc cảm thấy vị bác sĩ này không đáng tin cậy chút nào, môi giật giật, nhìn vị đeo mắt kính có văn hóa nào đó, cuối cùng ngậm miệng. Bác sĩ rất nhanh điều chỉnh được trạng thái, nhưng đối với không khí quán bar lại cực không hài lòng. Cảm thấy âm nhạc ồn ã sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng người ta. Kỷ Nhạc không muốn đổi chỗ khác, để tránh cho quá phiền, liền chủ động nói thích ở đây. Lúc này bác sĩ mới thôi chuyên tâm điều trị. Kỷ Nhạc cố giữ mỉm cười, kiên trì đáp lại hắn. Cứ như vậy qua 3 ngày, rốt cuộc có thể biến trở về nguyên bản. Đầu tiên cậu mê man nhìn xung quanh, sau đó kinh ngạc hỏi, tại sao tôi lại ở đây? Quái, thế nào tôi lại đến quán bar rồi? Toàn thể khiếp sợ, bác sĩ thử hỏi dò, cậu là ai? Có thể nhớ những gì? Kỷ Nhạc nhíu mày. Tôi nhớ là ý thức đã nhiều lần biến mất, rồi gọi điện hẹn gặp anh, đúng không? Bác sĩ nhất thời ngẩn ra. Là cậu sao? Kỷ Nhạc gật đầu, nhìn Cố Bách bên mình, ôm hông rúc vào ngực hắn, bộ dáng đặc biệt thân thiết vô cùng. Vạn Lỗi cứng ngắc, vừa muốn hỏi bây giờ là nhân cách nào nên thấy một màn như vậy, tức thì hiểu rõ. Cố Bách có thể quang minh chính đại thân thiết với vợ, tâm tình cực tốt. Hắn ôm thật chặt cậu. Anh rất nhớ em. Kỷ Nhạc như ghim vào lồng ngực hắn. Tớ đổi nhân cách ư? Ừ. Kỷ Nhạc ngẩng đầu. Nếu như sau này tớ biến mất thì cậu phải làm sao bây giờ? Cố Bách khẽ hôn lên môi cậu một cái, ánh mắt thâm thúy. Anh sẽ cứ như vậy, tiếp tục chăm em, tiếp tục chờ em. Tớ không nỡ, vì cậu tớ sẽ cố gắng không biến mất. Ừ. Ninh Tiêu đương nhiên biết bọn họ đang diễn trò, nhưng xem thực sự quá khó chịu, liền mở miệng cắt ngang. Xong chưa? Kỷ Nhạc liếc hắn một cái.
Sao anh lại ở chỗ này? Ninh Tiêu không đáp, ra hiệu bác sĩ tiếp tục đi đúng đề tài. Người nọ nắm quyển sổ tay, kiên trì giải thích quá trình trị liệu trong khoảng thời gian vừa qua, lại mong muốn cậu có thể tiếp tục phối hợp. Kỷ Nhạc do dự một chút, cuối cùng thì đồng ý. Sau đó lại hoàn huyên một hồi, đứng dậy rời đi cùng Cố Bách. Hai người nắm tay, thân thể sát sàn sạt, ngọt ngào không chịu được. Thẩm Thư vẫn ngồi ở quầy ba. Từ khi Kỷ Nhạc và Cố Bách ôm nhau, liền thông báo cho Diệp Thủy Xuyên rằng đã đổi nhân cách. Người nọ vội vàng tới. Biết em trai nhà mình muốn trị liệu thì không quấy rầy, cho tới lúc này mới tiến lên chặn đường, hai mắt sáng ngời. Ba B là chuyện gì? Kỷ Nhạc nhào qua. Anh, em rất nhớ anh. Diệp Thủy Thuyên nhất thời cảm động. Anh cũng rất nhớ em. Vậy chuyện ba B? Anh! Kỷ Nhạc ngắt ngang, lùi về sau nhìn hắn. Anh phải biết là lâu ngày không gặp mừng khôn xiết à? Anh biết. Em nói đối tượng lâu ngày không gặp có bao gồm người đàn ông lạ lần trước không? Gã rốt cuộc là... Anh! Kỷ Nhạc một lần nữa cắt ngang. Chồng anh chỉ thi thoảng đi công tác, sớm muộn gì cũng có ngày trở về. Em lại không vậy. Hiện tại em còn đang điều trị, rất có thể sẽ biến mất triệt để đó anh. Diệp Thủy Xuyên chấn động mạnh, xúc động. Tiểu Viễn! Kỷ Nhạc ôm Cố Bách, vẻ mặt tuyệt vọng. Đến lúc đó em và cậu ấy còn thảm hơn cả Ngưu Lang chức nữ đó anh. Sau khi biến mất, em cũng không có cách nào tiến vào luân hồi đó, tan thành mây khói, ba giới đều không còn em nữa đâu đó anh. Viền mắt Diệp Thủy Xuyên đỏ ửng. Đừng nói nữa, anh hiểu cả. Ba B, bốn B gì đó đều không quan trọng. Các em nên làm những chuyện nên làm đi thôi. Một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng. Kỷ Nhạc tiến lên, cho hắn một cái ôm hữu lực, lôi kéo Cố Bách chạy như bay. Kỷ Nhạc vùi ở trên ghế phó lái, lau mồ hôi lạnh. Đi, về nhà. Cố Bách nhìn vợ nhà mình, sủng nịnh cưng chiều cười cười, mở máy lái xe. Kỷ Nhạc liếc nhìn hắn một cái. Cười cái gì? Anh nghĩ câu nói sau cùng của anh trai em rất có lý. Cho dù hôm qua vừa mới thân thiết xong, đêm nay Kỷ Nhạc vẫn không thể tránh khỏi lòng bàn tay người nào đó. Cậu nằm ngửa trên giường, cảm nhận người nào đó đang cố sức tiến sâu vào trong thân thể. Ma sát mang theo khoái cảm, nháy mắt xâm nhập khắp mọi chỗ trên người. Cậu rên rỉ thật dài một tiếng, nhìn con ngươi thâm thúy của người trước mặt, vươn tay xoa mặt hắn. Nếu như một ngày đó tớ biến mất nữa, cậu làm sao giờ? Cố Bách hung hăng đâm một cái trừng phạt. Đừng nói suối quẩy. Nhớ đâu thì sao? Cố Bách khẽ hạ xuống trán cậu một nụ hôn. Anh vẫn sẽ chờ em. Kỷ Nhạc phát tiết xong, ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau tới gần 9 giờ mới tỉnh. Cậu co giãn gân cốt một cái, chỉ cảm thấy thư sướng khoan khoái. Thu thập này, nọ, đơn giản rồi đi học. Vạn Lỗi biết cậu đã quay về nhân cách trước, liền không tới nữa. Ninh Tiêu thì lại trước sau như một, ngồi bên cạnh cậu. Kỷ Nhạc liếc hắn một cái, hạ giọng. Tôi vẫn muốn hỏi anh, dù đã biết tôi không phải Trịnh Tiểu Viễn, còn cùng tôi trị liệu làm gì? Ninh Tiêu nhìn cậu. Cậu nghĩ xem là vì nguyên nhân gì? Kỷ Nhạc suy nghĩ một chút. Anh ghét Trịnh Tiểu Viễn, lại còn hỏi tôi có thể nhớ lại được bao nhiêu. Chờ đến khi rõ ràng chân tướng xong thì lại không hỏi, đổi thành diễn luôn cùng với tôi. Là bởi vì anh không có việc gì làm, rảnh quá à? Ninh Tiêu trầm mặc chớp mắt một cái. Chuyện này cậu đã hỏi Cố Bác chưa? Hỏi rồi. Ninh Tiêu nhướng mi. Hắn nói sao? Cậu ta bảo tôi không cần để ý đến anh. Ninh Tiêu đen mặt im lặng. Kỷ Nhạc thấy hắn không đáp, nhún nhún vai, không có hứng hỏi lại, dứt khoát cúi đầu đọc sách. Ninh Tiêu nhìn chằm chằm cậu một hồi rồi cướp sách đi. Thấy cậu một lần nữa nhìn mình, liền đối diện với cậu. Tôi cuốn lấy cậu là bởi vì tôi thích cậu. Kỷ Nhạc á khẩu. Cậu rất kinh ngạc. Kỷ Nhạc chưa từng xử lý loại chuyện này nên có chút trở tay không kịp, chẳng biết nên nói cái gì. Cậu chớp mắt mấy cái, đang muốn lên tiếng thì nghe tiếng di động đột nhiên vang lên, tức thì cao hứng nhận lấy. Alo. Tôi ở trường của cậu. Dịch Hàng thở dài. Cậu tan học chưa? Tiết sau có. Kỷ Nhạc đứng dậy đi ra ngoài, ngắt lời hắn. Chờ chút, tôi tìm anh.
Cậu hỏi vị trí rồi cúp điện thoại chạy như bay. Ánh mắt Ninh Tiêu sâu thẳm, trầm mặc nhìn cậu đi xa, nhưng cũng không đuổi theo. Kỳ Nhạc nhanh chóng tìm thấy Dịch Hàng. Sao vậy? Lấy nữ thần. Dịch Hàng đáng thương nói, vừa rồi bị Lục Viêm Bân gọi điện nói tôi phải trả hàng đi. Tôi vốn định kéo dài mấy ngày nữa mới lấy. Kết quả tên kia nói buổi tối về sẽ liên hệ với nhà xưởng một chút. Tôi chỉ có thể tới lấy. Tiết hai cậu có học không? Có. Dịch Hàng lết tới cầu thang giữa sảnh làm ổ. Vậy tôi chờ cậu. Kỷ Nhạc nghĩ tới chuyện vừa rồi, khóe miệng giật giật, tạm thời không muốn thấy cái tên đột nhiên phát rồ kia, liền lôi kéo Nhị Bách Ngũ. Đi, về nhà với tôi. Cậu không học nữa ư? Trước tiên lấy đồ cho anh đã. Kỳ Nhạc lôi kéo hắn tới cổng trường, thuận miệng hỏi, sao anh không gửi chỗ đạo sĩ? Chỗ đạo sĩ á? Nhớ đầu cái tên dã nam nhân đó đập hỏng nữ thần của tôi thì phải làm sao bây giờ? Kỳ Nhạc vỗ vai hắn, sau này còn làm như vậy thì sớm nói với người ta một tiếng, người ta sẽ không làm hỏng, biết chưa? Dịch Hàng thở dài, tôi quên mất, lần sau sẽ chú ý. Hai người cùng nhau bắt xe buýt, rất nhanh đã đến tiểu khu. Bây giờ là giờ làm việc, bên trong tiểu khu phần lớn là người đi làm, người bên ngoài không nhiều lắm. Bọn họ đi tới nhà trọ, Kỳ Nhạc rút khóa ra, mở cửa điện tử dưới lầu. Đang muốn đóng cửa lại, liền thấy hai người đàn ông từ sau đi tới, chặn cửa theo vào. Cậu vốn tưởng họ là thuộc tòa nhà này, nên không chú ý lắm, kéo Dịch Hàng đi tiếp. Nhưng đúng lúc này, cảm thấy gáy đau nhói, trước mắt lập tức tối sầm, tức thì mất ý thức. 2 phút sau, cửa điện dưới nhà một lần nữa mở ra. Một gã dìu một người, từ sau nhìn thì dường như có vẻ uống say. Bọn họ đem hai con ma men ném vào một chiếc xe đen xì có rèm, sau đó phân ra một người lái xe, nhấn chân ga, nghênh ngang rời đi. Hết chương 67. Chương 68. Anh ba. Cổ Bách học xong, theo thường lệ lái xe đi đón vợ. Thời gian học của hắn và Tiểu Nhạc trùng nhau, thường thì chờ đến khi hắn tới thì vợ yêu đã đứng ở dưới lầu ngoan ngoãn chờ rồi. Trong một số tình huống hiếm hoi thì là hắn tan học sớm, hoặc vợ yêu lâm thời bận việc, hoặc là khi vợ yêu học ở trên tầng cao đợi thang máy rất lâu, thành ra là hắn đến sớm hơn một lúc. Dừng ở nơi thường đỗ, Cố Bách nghiêng đầu nhìn về phía sảnh chính. Lúc này là giờ cao điểm tan học, trước cửa chính người người ào ào không dứt. Hắn kéo cửa xe xuống, chăm chú tìm bóng dáng vợ. Nhìn ra ngoài một hồi không thấy đâu, mới rút di động ra gọi điện thoại, lại phát hiện đối phương đã tắt máy. Hắn bồn chồn, lẽ nào hết pin? Đợi một hồi, hẳn đến khi đám đông tan hết cũng không thấy vợ đâu, nhưng lại thấy Ninh Tiêu. Nếu như bình thường thì sau khi tan học, Ninh Tiêu sẽ trực tiếp lái xe đi, căn bản sẽ không chào hỏi gì hắn. Nhưng hôm nay thấy y đột nhiên hướng về bên này mà đi, rất nhanh tới gần, hắn mới nhướng mi. Có việc. Mãi Ninh Tiêu mới thổ lộ được với Kỳ Nhạc, còn muốn nghe cảm nhận của cậu một chút. Ai ngờ điện thoại vừa reo lên một tiếng liền ngắt. Tận đến khi tan học cũng không thấy bóng dáng đâu, gọi điện thoại thì vẫn tắt máy. Điều này làm cho y có cảm giác rằng người nào đó đang trốn tránh, vậy nên mới cố ý chờ ở phòng học sau khi hết giờ. Nhưng vẫn không thấy Kỳ Nhạc trở về. Lúc này mới xuống lầu, đem sách đưa cho Cố Bách. Cậu ta đó. Cố Bách nhận lấy, có chút kinh ngạc không thôi. Cậu ấy đâu? Ninh Tiêu ngẩn ra, y vốn tưởng người này tới lấy sách, ai ngờ lại không phải. Nói vậy thì sau khi rời đi, Kỳ Nhạc căn bản không đi tìm hắn. Vậy thì đi đâu? Chẳng lẽ đi tìm nơi nào đó an tĩnh? Y suy nghĩ một chút, cảm thấy không có khả năng. Đối với thái độ của y, làm sao có chuyện trong lòng Kỳ Nhạc không hiểu chứ? Chút dễ hiểu ấy đương nhiên vẫn có. Vậy nên hỏi, cậu ta không liên lạc với cậu ư? Không. Cố Bác nhíu mày, cậu ấy không ở đây? Ừ, cậu ấy bỏ đi trước giờ học. Ninh Tiêu thuật lại sự tình một lần, trong đó bao gồm cả phần thổ lộ của mình. Mặc dù biết điều này khó có thể thành nguyên nhân chính khiến Kỳ Nhạc rời đi, nhưng là con người thì dù sao cũng ôm chút hy vọng. Cho dù điều đó không phải, cho dù có hơi chút ghét thằng cha này cũng không sao. Huống hồ trong chuyện này y cũng không có ý định lùi bước, không bằng sớm một chút
bày tỏ thái độ. Cố Bách nghe y nói xong, vùng lông mày nhíu càng sâu, tạm thời không để ý chuyện thổ lộ mà hỏi: ai gọi điện cho cậu ấy? Không rõ lắm, tôi không theo. Cố Bách suy nghĩ một chút, nghĩ tới mấy người hay tìm vợ yêu, hắn nhanh chóng muốn tìm điện thoại thì lại nghe tiếng chuông đột ngột vang lên. Hắn rút ra nhìn hiển thị ba chữ Lục Viêm Bân, trong lòng rơi bục một tiếng, nhất thời nảy lên dự cảm không tốt, liền ấn phím tiếp điện. Tốt nhất là anh đừng nói với tôi rằng không thấy bà xã anh đâu. Bên kia im lặng, chớp mắt một cái, rồi truyền đến giọng nói của Lục Viêm Bân. Quả thực tôi không tìm thấy hắn, di động của hắn đã tắt. Vợ cậu thì sao? Con người Cổ Bách càng trầm, cực lực không nghĩ đến điều không tốt đẹp. Cũng tắt, tạm thời tôi không liên lạc được. Lục Viêm Bân trầm mặc một hồi lâu, nhỏ giọng nói: hôm nay tôi cùng Tiểu Hàng có nhắc tới chuyện búp bê bơm hơi, có lẽ hắn đã đến tìm vợ cậu. Hiện tại tôi ở dưới nhà của cậu, nhấn chuông cửa nửa ngày cũng chưa thấy ai đáp. Tôi về ngay. Cô Bách ngắt điện thoại, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Dịch Hàng còn có thể vì trốn Lục Viêm Bân mà tắt máy, nhưng Tiểu Nhạc thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho dù điện thoại di động hết pin, em ấy cũng sẽ nghĩ ra được phương thức liên hệ. Nhưng bây giờ một chút tin tức cũng không có. Ninh Tiêu quan sát hắn, nhạy bén phát giác ra có vấn đề. Xảy ra chuyện gì sao? Cố Bách hoàn hồn, ném ra một câu không có gì, rồi đánh xe đi. Ninh Tiêu bị quẳng một bên, suy nghĩ một chút, lại nhịn không được gọi đến số Kỷ Nhạc. Phát hiện máy vẫn còn tắt, y liền gọi điện cho đám người Diệp Thủy Xuyên. Kết quả là không ai biết cậu ta đã đi đâu, tức thì nhíu mày. Cố Bách nhanh chóng trở về nhà, thấy Lục Viêm Bân đang đợi, hắn liền rút chìa khóa ra mở cửa điện tử ở dưới lầu ra, nhanh chóng lên tầng mở cửa. Nhìn thấy chiếc hộp còn nằm dưới bàn trà, hắn nhắm mắt ngồi phịch xuống sofa. Thứ đó còn đây, họ không trở về lấy. Hắn hơi dừng lại một chút. Theo dõi Dịch Hàng của anh là ai? Đều không phải dân chính đạo. Lục Viêm Bân đóng cửa. Lần trước nhìn thấy công ty không ổn thì đã sớm rút lui. Bọn hắn cho rằng có thể thông qua Tiểu Hàng để mua tư liệu. Song phương giao tình không lâu, cho nên chuyện này không quan hệ với bọn họ. Bất quá, trong thời gian đó, Tiểu Hàng vẫn dính dáng với đám người hắc đạo. Chuyện công quỹ dường như có quan hệ với chúng. Khoản công quỹ cuối cùng mà Tiểu Hàng biển thủ vừa lấy được liền bị thương nhập viện. Đến bây giờ cũng chưa lấy về được. Trái tim Cố Bách càng nặng trĩu xuống. Nếu quả thật là người trong hắc đạo thì bọn chúng chuyện gì cũng có thể làm được. Hắn hít sâu một hơi, chưa từ bỏ hy vọng hỏi: có thể nào Dịch Hàng đến nơi khác không? Không. Gần đây trò chơi của em ấy sắp luyện đến cấp cao nhất, toàn bộ lực chú ý đều ở bên đó. Nếu như không phải đi lấy nữ thần, em ấy sẽ không rời khỏi nhà. Huống hồ cho dù vì chuyện nữ thần khiến tôi và em ấy bất đồng quan điểm, em ấy cũng không cần phải tắt máy. Đặc biệt là di động của Tiểu Nhạc cũng tắt. Cô Bách thấp giọng hỏi: anh điều tra đám trong hắc đạo chưa? Điều tra rồi. Lục Viêm Bân nói: hồi cấp 2 Tiểu Hàng có một người bạn thân, không học vấn, không nghề nghiệp. Sau khi học cấp 2 xong liền bỏ học không học, một mực ở bên ngoài lăn lộn. Sau đó ở trong giới khá có tiếng, có không ít thủ hạ. Có người nói gã còn từng giết người. Tôi không biết Tiểu Hàng từng có hiệp nghị gì với gã, cũng không biết gã muốn tìm Tiểu Hàng làm gì, càng không biết gã có thể chủ động bàn điều kiện với tôi không. Tôi đã nhờ bạn bè liên hệ với người trong giới đi tìm, hiện tại chỉ có thể chờ tin tức. Cố Bách xoa xoa mi tâm, ép buộc chính mình chấn định. Gã đó trước đây ở đâu, thường lăn lộn ở chỗ nào, ở trong đạo có bạn thân hay không? Trước cứ hạ thủ từ những điểm đó, có lẽ có thể tìm được ra manh mối. Trước tiên chờ quan sát một chút, nếu như bọn họ không chủ động liên hệ, chúng ta chỉ có thể báo cảnh sát. Lục Viêm Bân gật đầu, xoay người gọi điện thoại. Cố Bách lùi về sau, tựa vào ghế salon. Thấy con mèo Tiểu Quyển đột nhiên lại gần lay hắn, liền đứng dậy đút cho nó chút đồ ăn. Hắn sờ sờ đầu nó, tay có chút run. Tiểu Nhạc không chút quan hệ tới chuyện này, nói cách khác chính là không chút giá trị với đám người đó. Trừ phi bọn chúng muốn giữ em ấy lại làm con tin, bằng không kết quả xấu nhất là...
hắn nhắm mắt lại. Nếu như Tiểu Nhạc rời bỏ hắn lần nữa, hắn thật sự sẽ điên mất. Sau khi tỉnh táo lại, Kỳ Nhạc phát hiện mình đang ở trong một căn phòng cũ nát, chuẩn xác mà nói là bị trói chặt, cố định trên một cái ghế trong phòng. Trong nháy mắt cậu ngu luôn, sau đó nhớ lại chuyện buổi sáng, tức thì đổ mồ hôi lạnh. Phản ứng đầu tiên chính là Nhị Bách Ngũ rước phiền cho mình rồi. Cậu nhìn hai bên một chút, nhanh chóng phát hiện ở trên ghế bên cạnh cũng trói một người, liền thấp giọng gọi. Dịch Hàng, Dịch Hàng, fuck, anh còn sống hay đã chết? Nhị Bách Ngũ, mợ nó chứ, anh mở mắt ra cho ông. Tỉnh rồi. Kỳ Nhạc lập tức giật mình một cái, vội vàng theo tiếng nói nhìn sang. Chỉ thấy phía cửa khép hờ bên kia đang mở, hai người đàn ông tiến đến. Tên đi đầu đi tới bên bàn tròn phía trước ngồi xuống, người phía sau thì đứng bên cạnh gã, không nói lời nào. Kỳ Nhạc cả gan quan sát, nhìn hình dạng tên thủ lĩnh ước chừng 30, tướng mạo cục mịch, khóe mắt trái còn có một vết sẹo. Gã mặc một cái áo ba lỗ đen tuyền, lộ ra cánh tay bắp thịt rắn chắc, xăm hình, khí tức hung hãn không nói ra lời. Tên đứng bên cạnh gã vóc người cao to, gương mặt nhìn tương đối hàm hậu, nhưng cái dạng mặt mũi cứng ngắc đó lại mang tư thế có chút không dễ chọc. Tìm cậu nháy mắt thách lại. Thầm nghĩ, nếu như đánh nhau, cái thân thể nho nhỏ của mình căn bản không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Gã thủ lĩnh đối diện với cậu. Mày tên gì? Trịnh Tiểu Viễn. Kỳ Nhạc ăn ngay nói thật, nhìn gã. Còn anh, đại ca. Người nọ không khỏi híp mắt, che đi một chút ánh nhìn sắc bén. Kỳ Nhạc rụt rụt cổ, nhưng vẫn kiên trì tiếp lời. Đại ca, anh xem. Em cũng không biết các anh trói em làm gì. Em nghĩ các anh đây là có thể có qua có lại với hắn. Bạn nhất các anh giết hắn, nhất định sẽ không bỏ qua cho em đây. Cho nên cái thân nhỏ bé của em đây tuyệt đối trốn không được. Lên Hoàng Tuyền cũng được, nhưng phải biết mình bị ai giết, đúng không? Gã đó không nghĩ tới cậu có thể cân nhắc như thế, phân tích thấu triệt như thế, vừa muốn lên tiếng đáp lại, đột nhiên thấy người ở ghế sau bên kia giật giật, tức thì nhìn sang. Kỳ Nhạc quay đầu nhìn theo ánh mắt của gã, phát hiện tên Nhị Bách Ngũ nào đó rì rầm vài tiếng tỉnh dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, vẻ mặt mờ mịt. Mèo. Mèo cái mẹ ông. Kỳ Nhạc hận không thể nhào qua làm thịt hắn. Dịch Hàng nhanh chóng nhận thấy rõ hiện trạng, kinh ngạc cực kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhìn chằm chằm sợi dây trên người, run giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì đây? Tôi còn muốn hỏi anh đây. Kỳ Nhạc thở dài, hất hất cằm. Hỏi vị đại ca kia kìa. Dịch Hàng vụt ngẩng đầu, trong nháy mắt thấy người kia. Gã nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Anh Hàng, đã lâu không gặp anh. Dịch Hàng chớp mắt mấy cái, lại chớp thêm mấy cái. Anh là ai? Tôi mất trí nhớ. Người kia phắc một tiếng, đột nhiên hung tợn. Đừng có con mẹ nó chơi cái trò này với tao. Tao với mày qua lại bao nhiêu năm như vậy, còn không biết mày sao? Vì đạt được mục đích thì cái gì mày chả làm được, ngoan độc hơn bất kỳ đứa nào. Mày với thằng oát này quan hệ thế nào? Trừ thằng đàn ông họ Lục ra, tao cũng chỉ thấy mày tương đối gần gũi với thằng oát này. Khoản tiền kia có phải là giấu ở chỗ nó hay không? Không, anh hiểu lầm. Tôi thật sự mất trí nhớ. Hàm răng Dịch Hàng va lập cập, sắc mặt tái nhợt. Tôi tới nhà cậu ta là muốn tìm búp bê bơm hơi. Thật đấy, không lừa anh. Trong con người gã kia lóe lên hàn quang, nổi giận, đứng dậy muốn cho hắn một chút màu sắc một cái, thuận tiện mắng người. Nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên cùng người nào đó đồng thời phát ra tiếng fuck. Còn mẹ cái loại lời thoại thối rắm này mà mày cũng tưởng tượng được ra để gạt tao. Đậu má, mợ nó chứ. Anh câm miệng ngay cho ông đây ngay. Dịch Hàng chỉ biết câm nín. Gã kia ngẩn ra, thu hồi nắm đấm suýt buông xuống, nghiêng đầu nhìn Trịnh Tiểu Viễn. Chỉ thấy người kia đang trừng mắt nhìn Dịch Hàng, vẻ mặt phẫn nộ. Anh cho cái loại lý do này là có thể qua mắt đại ca sao? Đều đã đến nước này rồi, cái mạng nhỏ cũng lọt thỏm trong tay đại ca, anh còn diễn cái gì mà diễn? Dịch Hàng càng đen mặt không hiểu chuyện gì. Gã kia một lần nữa ngồi xuống, giọng nói mang theo ý tán thưởng.
Không tệ, thằng Oát mi rất thức thời. Không phải là thức thời, mà là ta sống tương đối thật. Kỳ Nhạc nhìn gã. Chẳng hay đại ca ưng hô thế nào? Gã kia cầm ly rượu trên bàn qua, ngửa mặt hớp một ngụm. 15 tuổi tao đã lăn lộn hắc đạo, đánh nhau liều chết, hợp lại một chữ độc. Kẻ đối nghịch với tao không có kết cục tốt, sau liền lấy tam lang liều mạng làm tên. Bỏ qua rườm rà, người trong giới đều gọi tao một tiếng anh ba. Kỳ Nhạc ngoan ngoãn. Em chào anh ba. Chào mày. Anh ba nhìn cậu. Khoản tiền kia ở trong tay mày? Không. Kỳ Nhạc liếc mắt nhìn vẻ mặt của gã, vội vàng nói. Nhưng em biết anh nói đến chuyện gì. Chính là 200 vạn đúng không? Anh ba ngẩn người, thoáng nhướng mi. Mày biết cái gì? Biết tiền ở đâu sao? Kỳ Nhạc thở dài. Tạm thời còn chưa biết. Ánh mắt anh ba sáng lên. Tạm thời là ý gì? Anh ba à, con người em rất thật thà, cho nên ăn ngay nói thật với anh đi. Vẻ mặt Kỳ Nhạc thành khẩn. Anh có thể đi điều tra một chút. Trước đây em còn không biết hắn. Là sau khi em bị thương, duyên số run rủi lại cùng ở chung một phòng bệnh với hắn, lúc đó mới biết nhau. Sau này người đàn ông của em và người đàn ông của hắn kết giao, cho nên quan hệ của em với hắn mới tương đối tốt. Anh ba gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục. Kỳ Nhạc hít sâu một hơi, trái tim bé nhỏ đập bùm bụp. Em chỉ không rõ làm sao hắn bị thương vậy. Anh ba biết không? Tự hắn bày trò. Hắn sợ tên họ Lục tìm thấy gây phiền, cho nên cố ý chịu thương, định giả mất trí nhớ hoặc giả điên để tạm thời tha một trận. Kỳ Nhạc nháy mắt thở phào, thầm nghĩ, quả nhiên so với suy đoán của cậu cũng không khác nhau lắm. Cậu có chút lệ nóng quanh tròng, rốt cục tìm được cơ hội đột phá, cơ hội tìm được mạng sống đó. Hết chương 68. Các bạn đang được thưởng thức bộ truyện đam mỹ Thế Giới Này Điên Rồi, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những tập tiếp theo, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem các video mới nhất từ Sam Audio nhé.